Kính thưa tất cả quý vị, trong năm 2010, hội thi Thủ Đức Idol lần thứ nhất diễn ra và thí sinh đạt giải cao nhất cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Em đã mang đến cho tất cả quý vị khán giả những cảm xúc rất khác nhau, cũng như là sự thể hiện vừa hát được tiếng Anh lẫn tiếng Việt, và em đã để lại một ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng của khán giả. Và tối hôm nay, đêm gala trao giải của hội thi Thủ Đức Idol năm 2010 lần thứ hai, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón giải nhất Thủ Đức Idol lần thứ nhất năm 2010, thí sinh Nguyễn Thanh Thụy với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hào Nguyên, ca khúc được mang tên Chuyện Mưa. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn. Rồi tiếng